Sóng thì bắt đầu từ gió, gió thì thì thầm vào tai của Boss Game và bảo rằng hãy nhanh chóng ra tiếp video mới đi. Chào mừng anh chị em đến với lại Boss Game và chào mừng đến với số series Genshin Impact tự truyện, nơi mà mình sẽ kể cho các bạn nghe về hành trình trong thế giới Genshin Impact qua góc nhìn của nhà lữ hành. Lưu ý là video chỉ mang tính chất giải trí và tóm tắt cốt truyện của Genshin Impact qua góc nhìn của người trải nghiệm là nhà lữ hành thôi nhé. Các bạn hãy ủng hộ series mới này của Boss Game bằng cách cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè để mình kể chuyện cho nghe nha. Dạo nhanh qua tập 2 thì ta đã biết được rằng nhà thơ lang thang Venti chính là hiện thân của phong thần Babasto, còn kẻ đứng sau thâu tóm phong ma long chính là bọn giáo đàn vượt sâu. Và bất ngờ hơn, kẻ ra lệnh bọn giáo đàn vượt sâu ấy đi phá hủy thành Mondstadt lại chính là song thân của nhà lữ hành, người mà nhân vật chính của chúng ta luôn khao khát được gặp lại. Bởi vậy ta mới nói, em bày, anh dọn, đẹp cả đôi đường. Mọi chuyện dần trở nên thú vị rồi đấy. Thôi, không dài dòng thêm nữa, cùng mình theo chân nhà lữ hành trải nghiệm nhiều điều thú vị hơn nha. Sau sự kiện tại vực khá sao, thì Diglut đã cho gọi mọi người bao gồm tôi, Paimon, Jin và Venti tập hợp tại tủ trang đao. Khi mà mọi người đã tập hợp đầy đủ, anh ấy nói cho mọi người biết được các tình báo về tình hình Davin. Trong lúc đang bàn chuyện thì Venti, hay chính là hiện thân của phong thần Babasto, đã kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của 7 vị thần, được gọi là 7 vị chấp hành trần thế. Chúng tôi được biết thêm thông tin rằng là sức mạnh của các vị thần có được là nhờ vào việc thực hiện trách nhiệm của thần. Khá là giống với cái câu, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao trong một cuốn tiểu thuyết nào đó mà tôi đã đọc được. Với chủ nghĩa tự do, Venti đã không làm gì. Ấy vậy mà, anh chàng này còn không quay lại Mondstadt trong một khoảng thời gian khá dài, nên là anh ấy đã tự nhận mình chính là vị thần yếu nhất trong 7 vị thần. Chúng ta có một vị phong thần như vậy, nên nói là tốt hay là không tốt nhỉ? Đến lúc bộc bạch cảm xúc có hơi thất vọng về thần của mình, và có lẽ tôi cũng đồng cảm với anh ta. Tạm thời bỏ qua vấn đề về các vị thần thì đến lúc cho chúng tôi biết rằng là có sự xuất hiện của vực sâu ở gần tủ trang đon. Chúng tôi ngay lập tức lên đường đến nơi có dấu tích của vực sâu để lại. Nơi ấy chính là phế tích Phong Long, hay cũng chính là thành Mondstadt cũ qua lời của mọi người ở nơi đây. Dĩ nhiên rằng là đám ma vật ấy không là vấn đề gì với chúng tôi. Và sau khi xử xong một tên pháp sư vượt sâu thì trong hắn đã tiết lộ ra một loại năng lượng nào đó nhằm phá bỏ liên kết giữa Venti và Davin. Tôi đã được biết thêm rằng phế tích Phong Long đây từ lâu đã bị phong ma long chiếm giữ như là hang ổ của mình. Hiện tại thì xung quanh phế tích đang bị bao bọc bởi bức tường gió, không thể nào đi vào phế tích một cách bình thường được. Nhờ có năng lượng mà tên pháp sư vượt sâu kia để lại, nên là Venti đã đọc được nhịp điệu tạo ra ma lực, có thể dùng nó để phá hủy đi bức tường gió đang bao bọc nơi đây. Venti bước lên, dùng nhịp điệu mà anh ta đã đọc được thông qua năng lượng từ trên vực sâu, bức tường đã bị phá bỏ, chúng tôi liền đồng loạt tiến vào. Trước mặt tôi hiện ra là một khung cảnh đổ nát, xung quanh chỉ toàn là những mảnh vỡ của các công trình. Bao bọc lấy quang cảnh nơi đây chính là những trận gió vô cùng lớn, bầu trời xám xịt, hàng loạt các cơn cuồng phong liên tục nổi lên. Quả là một nơi đáng sợ. Tòa tháp chính, nơi chúng tôi hướng đến đang bị bao bọc bởi một cơn cuồng phong siêu to khổng lồ, vô cùng khó khăn để tiếp cận vào. Cả đội chúng tôi phải nhờ vào các cơn gió xung quanh tòa tháp kết hợp với lại phong chi giật mới lên được đỉnh của tòa tháp. Nhưng mà tại đây lại có một cơ quan cổ xưa bí ẩn, và theo như kiến trúc của Diglut, đây chính là cơ quan dẫn sáng. Phải hoàn thành hết các nghi thức dẫn sáng thì mới mở được phong ấn cho tòa thành. Và sau khi tôi hoàn thành cơ quan tại đỉnh tháp thì còn lại 3 vòng phong ấn, 3 cơ quan còn lại đều nằm rải rác bên dưới tòa tháp. Quả thật, đây là một nhiệm vụ khá là khó khăn với chúng tôi. Ngoài phá bỏ phong ấn thì tại nơi này tồn tại rất là nhiều ma vật cản trở. Và sau một thời gian dài khá là mệt mỏi, tôi cùng với những người đồng đội của mình đã thành công phá bỏ được hết các phong ấn trong tòa tháp ấy. Cánh cửa đã được mở ra, Venti đã sử dụng sức mạnh của cơn gió ngàn năm thổi tôi cùng mọi người cưỡi trên gió đuổi theo Davin. Và trên người Davin có 2 vết máu màu tím. Venti đã nhận ra rằng bọn giáo đàn vượt sâu đã thông qua vết thương này sử dụng bùa chú khiến cho Davin rơi vào sự điều khiển của bọn chúng. Mục tiêu của chúng tôi chính là phá hủy 2 vết máu tím đấy mới có thể cứu được Davin. Bằng toàn bộ sức lực của mọi người thì chúng tôi đã thành công thanh tẩy được một cục huyết màu tím. Davin đáp xuống, gầm lên, giang ra đôi cánh rộng lớn tấn công bọn tôi. Chỉ mới chân ướt chân ráo đi lên vùng đất này,
tôi lại phải đối mặt với một kẻ thù vô cùng to lớn và mạnh mẽ. Một mình tôi không phải là đối thủ của Phong Ma Long. Nhờ sự giúp sức từ Jin, Diglup và từ Phong Thần Barbatos, chúng tôi đã thành công thanh tẩy được cục huyết tím cuối cùng còn sót lại trên cơ thể của Davin. Và khi mà được thanh tẩy hoàn toàn, Davin đã rất quằn quại và đau đớn, làm cho cả phế tích trên không sụp đổ. Cả bọn chúng tôi đã mất đi chỗ đứng của mình, rơi thẳng vào tâm của một cơn lốc xoáy vô cùng to và dữ dội. Cứ ngỡ rằng đây có thể sẽ là chuyến hành trình cuối cùng trong đời, thì bỗng trong gang tấc, chúng tôi đã được Davin bay xuống và cứu lấy tất cả. Davin sau khi được thanh tẩy hoàn toàn đã lấy lại được sự tỉnh táo của chính mình. Chú rồng này đều theo chúng tôi quay trở lại thành Mondstadt. Trên đường đi thì Davin có hỏi rằng sao Venti lại không nhờ mình bảo vệ như trước đây. Venti chỉ đáp lại rằng tự do theo lệnh của thần cũng là mất đi sự tự do nhỉ. Một ngày sau trận chiến, thành Mondstadt đã trở lại với vốn yên bình khi xưa. Những tiếng cười nói, hò reo ăn mừng vì đã thoát được tai họa rồng. Bản thân tôi cũng được người dân và đội kỵ sĩ Tây Phong tung hô và khen thưởng khi đã giúp sức đánh tan tai họa rồng, bảo vệ sự bình yên cho vùng đất nơi đây. Tôi cùng Venti đã đến giáo đường để trả lại cây đàn thiên thông, nhưng mà nó đã bị vỡ và khiến cho Bara vô cùng ngạc nhiên. Liên tục tạ lỗi với thần Barbatos, Venti thì liền sửa lại cây đàn và đưa lại cho Barbara. Sau đó thì anh ta tiết lộ rằng là anh ta đã dùng chiêu trò để sửa lại cây đàn đó, nên là không đáng tin. Đúng là một tên phong thần hả hê mà. Paimon đã hét lớn lên, tên hát rong, phải đuổi theo Venti đang bỏ chạy. Khi bước ra giáo đường thì một biến động lớn đã ập vào ngay tôi, Paimon cùng với Venti. Đến đây thì cũng đã dài và gió thì cũng đã hết sức để thì thầm. Nhà lữ hành của chúng ta đã rất là xuất sắc khi mà chế ngự được Phong Ma Long và đem về bình yên cho thành Mondstadt. Và vừa mới thở không được bao lâu thì lại có biến cố khác ập đến. Các bạn hãy cùng đón xem tập tiếp theo sẽ xuất hiện trên Boss Game nhé. Các bạn có cảm nhận hay là đóng góp gì, hãy cho tụi mình được biết ở phần bình luận bên dưới nha. Nếu các bạn yêu thích series này, đừng quên thả cho tụi mình một nút like, một nút đăng ký và bấm thêm cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo mới về video của bọn mình nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe mình kể chuyện. Xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo.